Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Bây giờ đã là những ngày cuối năm 2023, không khí đã bắt đầu se lạnh trên khắp cả nước và tôi hy vọng là mỗi bạn người xem của kênh đã chuẩn bị những phương án để chống chọi với cái lạnh bằng các loại chăn bông, gối ôm hoặc gấu bông có nhiệt độ ổn định là 37 độ. Vâng, cuối năm thì việc người ta thường làm nhất là tổng kết những gì đã trải qua trong năm cũ. Như thường lệ thì năm 2023 là một năm đầy ắp những khám phá mới, những nghiên cứu mới về khủng long và trong số đó, bên cạnh những nghiên cứu vô cùng tuyệt vời đem lại những cái nhìn mới mẻ về khủng long, thì cũng có những nghiên cứu hay giả thuyết về khủng long khiến người ta phải mắt chữ A miệng chữ O, ai nhầm mắt chữ O miệng chữ A khi nghe thấy. Như khoa học mà, dù một giả thuyết hay nghiên cứu có điên rồ đến mấy thì chúng ta cũng không thể bác bỏ nó vì chưa có đủ bằng chứng xác thực, và thậm chí là những thứ điên rồ lại có thể mở ra những hướng nghiên cứu mới đầy thú vị trong tương lai. Ngày hôm nay xin mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV điểm lại top 5 nghiên cứu và giả thuyết điên rồ nhất về khủng long trong năm 2023. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Số 1. Khủng long thông minh như khỉ đầu chó. Trí thông minh của khủng long là một đề tài được thảo luận khá nhiều trong giới cổ sinh vật học, nhưng cho đến nay thì phần lớn những nghiên cứu xoay quanh chủ đề này vẫn chỉ mang nhiều tính suy đoán, bởi hiển nhiên là rất khó để tìm thấy một bộ não khủng long hóa thạch, và đối tượng nghiên cứu chính của các nhà cổ sinh vật học trong chủ đề này thường vẫn là khoang chứa não bộ bên trong hộp sọ của các mẫu vật khủng long, dù thông tin mà những hóa thạch này mang lại cũng không thực sự nhiều. Trên phim thì một số con khủng long như Velociraptor thường được khắc họa với trí thông minh khá đỉnh, biết liên lạc bằng tín hiệu âm thanh, biết phối hợp khi săn mồi, nhưng phần lớn những điều này chỉ mang tính hư cấu hoặc là dựa trên bằng chứng hóa thạch. Ấy vậy mà ngay đầu năm 2023, một chuyên gia giải phẫu học thần kinh người Brazil là tiến sĩ Susana Herculano Huzel đã tuyên bố rằng T-Rex có số tế bào thần kinh não tương đương khỉ đầu chó, do vậy có khả năng chế tác công cụ, biết giải quyết vấn đề, sống đến 40 tuổi và đủ khả năng để trở thành khủng long văn hóa. Trên thực tế thì kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Herculano Huzel dựa trên suy luận từ mối quan hệ giữa khủng long với chim, khối lượng ước tính của não bộ khủng long từ một số nghiên cứu khác, cùng với đó là kết quả nghiên cứu về số lượng neuron trong não bộ của một số loài bò sát và chim hiện đại để tính ra số lượng neuron tương đối có trong não bộ của những loài khủng long như T-Rex. Kết quả cho thấy T-Rex có thể sở hữu số lượng neuron tương đương với những loài linh trưởng như khỉ đầu chó. Và từ đó thì tiến sĩ Herculano Huzel tin rằng một số loài khủng long cũng có trí thông minh tương đương linh trưởng hiện đại. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Giới cổ sinh và động vật học cho rằng tuyên bố và nghiên cứu này có vẻ đã đơn giản thái quá vấn đề, thậm chí làm sai lệch nghiêm trọng một cách cố ý dữ liệu. Bộ não của khủng long có thể có cấu tạo khác nhiều so với các động vật ngày nay, kể cả hậu duệ của chúng là chim. Thế nên việc tính tỷ lệ số tế bào thần kinh trên một đơn vị khối lượng rồi nhân lên có thể mang lại kết quả rất thiếu chính xác. Chính vì thế, nghiên cứu của tiến sĩ Herculano Huzel đã nhanh chóng chìm vào quên lãng sau khi được công bố. Số 2. Xương khủng long có thể đã đáp xuống mặt trăng. Vào năm 1971, thì các phi hành gia trên tàu Apollo 14 khi quay trở lại trái đất đã mang theo một số mẫu đá từ mặt trăng về, trong đó có mẫu vật có số hiệu 14321. Đến năm 2019 thì sau những phân tích kỹ lưỡng, các nhà nghiên cứu đã quyết luận rằng mẫu vật này có nguồn gốc từ trái đất với độ tuổi lên đến 4 tỷ năm. Nó có lẽ đã đáp xuống mặt trăng sau một vụ va chạm giữa trái đất với một tiểu hành tinh hoặc sao chổi lớn. Cục đá này được xem là cục đá có nguồn gốc trái đất cổ nhất từng được tìm thấy. Có lẽ chính sự xuất hiện của nó trên mặt trăng đã truyền cảm hứng cho tuyên bố vào năm nay của nhà thiên văn học David Reboledo rằng những mảnh xương khủng long có thể đã đáp xuống mặt trăng sau va chạm giữa trái đất với tiểu hành tinh Chicxulub. Sự kiện đã kích hoạt cuộc đại tuyệt chủng cuối kỳ phấn trắng khiến khủng long phi đều tuyệt chủng hoàn toàn. Rõ ràng là chúng ta biết lực tác động của tiểu hành tinh Chicxulub rất mạnh, mạnh đến mỗi nó tạo ra một lớp bụi lơ lửng suốt một thời gian dài trên bầu khí quyển trái đất, ngăn chặn ánh sáng mặt trời chạm đến bề mặt hành tinh của chúng ta, tạo ra một mùa đông va chạm, dẫn đến sự sụp đổ của chuỗi thức ăn và đỉnh điểm là sự tuyệt chủng của hàng loạt các loài khủng long phi điểu. Và nếu 14321 có thể đến mặt trăng từ trái đất thì tại sao xương khủng long lại không? Vấn đề là có sự khác biệt giữa bầu khí quyển của 4 tỷ năm trước và 66 triệu năm trước. Vào thời điểm 4 tỷ năm trước thì bầu khí quyển của trái đất còn rất mỏng, mỏng hơn rất nhiều so với cả bây giờ đã 66 triệu năm trước. Đồng thời khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất khi đó cũng gần hơn.
Chính vì thế một viên đá có thể văng khỏi trái đất và đáp xuống mặt trăng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Như ở thời đại khủng long, nếu xương khủng long văng ra khỏi bầu khí quyển với vận tốc đủ để thắng được lực hút trái đất, thì nhiều khả năng nó sẽ bị lực ma sát đốt thành tro bụi. Và nếu tro bụi đó đến được mặt trăng sau khi vượt qua một khoảng cách rất dài, lên đến 384.400 km, thì khi ấy nó cũng không còn là xương khủng long nữa. Số 3. Loài khủng long nặng ngang ngửa cá voi xanh. Khủng long rất to lớn nhưng giới hạn cho kích thước của chúng là bao nhiêu? Đã từ lâu các nhà cổ sinh vật học cố gắng tìm ra những mẫu vật khủng long lớn nhất, nhưng kể cả khi đó là Argentinosaurus cũng không nhà cổ sinh vật học nào dám chắc đó đây là mẫu vật lớn nhất hay chưa. Mặt khác thì các ước tính có độ sai lệch rất lớn do sự không nguyên vẹn của hóa thạch cũng như sự thiếu vắng của mô mềm cho các hóa thạch được tìm thấy. Vào tháng 4 năm 2023 thì nhà cổ sinh vật học tự do người Mỹ Gregory S. Paul cùng một số cộng sự đã công bố một nghiên cứu, trong đó ước tính rằng loài khủng long Ấn Độ Brachiosaurus matleyi có thể là loài khủng long lớn nhất từng tồn tại với chiều dài lên đến 40m và cân nặng lên đến 170 tấn, tức là còn nặng hơn cả cá voi xanh vốn có cân nặng khoảng 130-150 tấn. Dù không ai nghi ngờ về sự khổng lồ của khủng long, nhưng một khối lượng như thế quả thật rất khó tin bởi với cá voi. Trong lượng cơ thể khủng khiếp của chúng được nâng đỡ bởi nước, thì khủng long cổ dài như Brachiosaurus lại sống trên cạn và do đó, cơ thể của chúng sẽ phải chịu một áp lực lớn gấp nhiều lần. Ước tính này cũng vượt xa ước tính khối lượng lớn nhất của Argentinosaurus, vốn chỉ khoảng 100 tấn. Mặt khác thì sự xác thực của Brachiosaurus vẫn còn là một dấu hỏi bởi hóa thạch của con khủng long này, một khúc xương cẳng chân, được báo cáo là đã biến mất hoàn toàn vì tình trạng quá kém khi được tìm thấy và hiện nay không ai có thể nghiên cứu nó. Số 4. Khủng long có thể đang tồn tại ở một hành tinh khác. Khủng long đã tuyệt chủng trên trái đất, nhưng biết đâu trên một hành tinh xa xôi nào đó chúng vẫn đang sống vui, sống khỏe thì sao? Đó chính là ý tưởng của các tác giả trong một nghiên cứu gần đây được đăng trên một tập san về thiên văn học. Trong nghiên cứu này thì họ đã đề cập đến khả năng rằng có những giống loài giống khủng long đang cư trú trên những hành tinh nằm cách xa trái đất. Quan trọng hơn là con người đã sở hữu công nghệ để phát hiện ra những giống loài đó nếu chúng có tồn tại. Chìa khóa để xác định các dạng sống ngoài hành tinh chính là lần theo các hợp chất. Ở đây là những hợp chất vốn không được tìm thấy trên trái đất ngày nay, nhưng hiện hữu vào thời đại khủng long. Theo các tác giả thì nồng độ oxy khí quyển cao hơn, khoảng 30% so với 21% của ngày nay, ở thời đại khủng long có thể là một chỉ báo đáng giá về sự tồn tại của các dạng sống phức tạp trên những hành tinh khác. Họ tin rằng việc lắp đặt các kính viễn vọng ưu việt có thể giúp phát hiện ra liệu có hành tinh nào trong vũ trụ đang ở trong liên đại hiển sinh như trái đất hay không. Liên đại hiển sinh là giai đoạn có đủ điều kiện để các dạng sống phức tạp hình thành và sinh sôi nảy nở. Có thể nói nghiên cứu trên khá thú vị, tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng trước đây đã có một nghiên cứu khác chỉ ra rằng nồng độ oxy vào thời đại khủng long chưa chắc cao hơn mà thậm chí còn thấp hơn so với bây giờ. Do đó dù phát hiện được những hành tinh có nồng độ oxy khí quyển cao hơn trên đất thì chưa chắc khủng long đã tồn tại trên những hành tinh đó. Số 5. Khủng long đã lấy đi 100 năm tuổi thọ của loài người. Nếu bạn cảm thấy dạo gần đây mình mau già thì đó có thể không phải là do cuộc sống của bạn, công việc của bạn hay bất cứ thứ gì mà bạn nghĩ, mà là do những con khủng long phi điều đã tuyệt chủng 66 triệu năm trước. Nghe thì có vẻ giật tít gây sốc đấy, nhưng đó lại là suy nghĩ của tiến sĩ Charles Pedro Dominguez cùng các cộng sự đến từ Đại học Birmingham. Theo nhóm nghiên cứu thì sự thống trị của khủng long trong suốt thời đại khủng long kéo dài gần 200 triệu năm đã đẩy các loài động vật có vú, trong đó có tổ tiên của chúng ta xuống dưới gần đáy của chuỗi thức ăn. Tất nhiên động vật có vú không chấp nhận bị tiêu diệt mà cũng không ngừng tiến hóa để thích nghi, và một trong những chiến lược đã chứng minh sự hiệu quả đó là trưởng thành để đạt đến độ tuổi sinh sản nhanh hơn và sinh đẻ nhiều hơn. Trên quá trình đó thì những gen liên quan đến sống lâu và chống lão hóa đã bị loại bỏ dần dần, chẳng hạn như các enzyme giúp sửa chữa những tổn thương do tia cực tím gây ra. Điều đó có thể là do chúng phải sống về đêm nhiều hơn để được an toàn hơn. Hậu quả là con người ngày nay phải gắn bó với kem chống nắng để đề phòng một loạt vấn đề, bao gồm cả ung thư da. Ngoài ra thì gen giúp thay răng nhiều lần mà nhiều loài bò sát sở hữu cũng đã bị đánh mất ở động vật có vú. Vì vậy chúng ta đang phải chống chọi với một bộ răng hư hỏng dần ở tuổi trung niên và có thể mất hoàn toàn khi về già. Tất nhiên là sẽ cần có nhiều nghiên cứu phải tiến hành để có thể chứng thực điều này, nhưng nó cũng có thể là sự mở đường cho một loạt nghiên cứu trong việc chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác, bao gồm chứng mất trí nhớ, đột quỵ, nguy cơ ung thư cao hơn các loài khác ở con người. Vừa rồi là top 5 những nghiên cứu và giả thuyết điên rồ nhất về khủng long trong năm 2023. Các bạn thấy ấn tượng với điều gì nhất thì hãy comment ở bên dưới nha. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn theo dõi và đăng ký để không bỏ lỡ những video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.